Sáng nay ngày 8 tháng 3, lần đầu tiên Bộ Y tế sẽ triển khai tiêm ngừa vaccine COVID-19 diện rộng bằng lô vaccine 117.600 liều được nhập khẩu về Việt Nam. Đây là lô vaccine đầu tiên số lượng hạn chế, vì vậy mới chỉ triển khai tiêm chủng cho cán bộ y tế, lực lượng công an, quân đội, làm việc tại các chốt chống dịch, người làm trong các dịch vụ thiết yếu, nguy cơ lây lan cao. Bộ Y tế thông báo tháng 3 này dự kiến sẽ có thêm một lô vaccine trên 1,3 triệu liều về Việt Nam. Tháng 4 đến tháng 5, lượng vaccine sẽ về dồi dào và người dân sẽ được tiêm chủng rộng rãi với 100 triệu mũi tiêm ngay trong năm nay để cuộc sống sớm trở lại bình thường.